Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lý hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem chiếc đĩa CD và DVD album hit nhất của anh ca sĩ Hàng Hải Tú luôn các bạn, có tên là Nghèo Mà Có Tình, Mới Để Tương Tàn, Hàng Hải Tú in China. Đây các bạn hãy xem nha, bản này là cực kỳ hiếm luôn các bạn. CD và DVD, thường bản có CD lẻ và DVD và VCD, còn đây là hai bản gặp lại với nhau luôn các bạn. Đây, tạm cục mỹ thuật biểu diễn. Và album này có cả hai cuốn booklet. Đây, các bạn nghe xem nha. Hai cuốn booklet riêng luôn. Mình sẽ mở ra view chiếc đĩa trước cho các bạn xem nha. Đây là chiếc đĩa DVD. Rồi xem. Bên trong thì có một phiếu tham gia fan club của anh ca sĩ Hải Tú luôn, khá là mới và đẹp. Còn đây là chiếc đĩa CD, cũng giống như những bản lẻ là lồng trắng nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ review cuốn liệt, bạn xem nha. Cuốn liệt của DVD. Hình ảnh rất là đẹp luôn các bạn. Này cũng là dạng phim ca nhạc. Như hình ảnh được quay bên Trung Quốc. Đây. Và đây là cuốn booklet thứ hai của bản của CD nha các bạn. Hàng Hải Tú. Nói chung thì hai cái booklet này cũng khá là ít, nhưng mà được cái rất là đẹp. Hàng Hải Tú này thì khá là đẹp nha các bạn. Nhưng mà nếu mà mình không có nghe nhạc này Hải Tú nhiều, chỉ nghe được một vài bản thôi. Nhưng mà album này thì mình khá là ưng ý, khá là thích. Và rồi, mình cũng đã review xong cho các bạn xem chiếc đĩa CD và DVD gốc album của anh ca sĩ Hàng Hải Tú nha các bạn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Các bạn nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.